Cô Phượng xin chào các em, chào mừng các em đến với buổi học online ngày hôm nay. Trước khi vào bài mới thì cô cùng em hãy khởi động bằng cách nghe bài hát Điều đó tùy thuộc hành động của bạn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Nghe bài hát Điều đó tùy thuộc hành động của bạn. Thông điệp cô muốn gửi đến các em là gì nào? Thông điệp cô muốn gửi đến các em là hãy chung tay bảo vệ môi trường và giữ được màu xanh vĩnh viễn cho trái đất. Hãy cùng nhau lan tỏa thông điệp này nhé các bạn. Và tiếp trước các bạn đã làm một sản phẩm túi giấy, là một sản phẩm góp phần bảo vệ môi trường rất nhiều trong thời đại ngày nay. Hôm nay cô cùng các em sẽ nhìn lại sản phẩm túi giấy quà tặng của mình và của bạn mình nhé. Thì cái phần trưng bày sản phẩm này, chia sẻ sản phẩm này được thể hiện ở ngay cái bài 3 túi giấy được quà tặng tiếp theo. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở bài 3 này là ở tiết 14 nha. Bây giờ cái phần hình thành kiến thức mới là các em đã tìm hiểu 3 nội dung hôm trước rồi. Sau này bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập bằng hình thức là chúng ta sẽ trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Bây giờ các em hãy nhìn vào sản phẩm của bạn mình nộp trên Padlet. Chúng ta nêu cảm nhận và phân tích. Chúng ta sẽ nêu những cái ý sau. Sản phẩm em yêu thích. Hình dáng, màu sắc, tỷ lệ, tính cân bằng sản phẩm. Cách tạo và sắp xếp họa tiết trang trí. Công năng của sản phẩm. Cách điều chỉnh sản phẩm đẹp và hữu dụng hơn. Lưu ý, mỗi bạn sẽ được nhận xét một sản phẩm của bạn mình, hoặc là chúng ta nêu lên, Sơn Phong trả lời bằng cái lời thuyết trình của mình, và chúng ta còn những bạn còn lại thì chúng ta sẽ nhận xét, nêu cảm nhận, phân tích sản phẩm của bạn mình thông qua cái phần bình luận ở dưới ngay cái phần mỗi bức tranh. Chúng ta vừa chia sẻ xong. Bây giờ chúng ta qua hoạt động thứ tư là vận dụng. Bây giờ các em tìm hiểu quy trình thiết kế mẫu sản phẩm công nghiệp thông qua cái sơ đồ sau. Các em hãy quan sát thật kỹ, tìm hiểu quy trình thiết kế một sản phẩm công nghiệp. Giờ thông qua hình thì chúng ta thấy là đầu tiên, thứ nhất là nghiên cứu công năng sử dụng và nhu cầu người dùng. Thứ hai, phát triển ý tưởng, phác thảo. Thứ ba, triển khai bản vẽ chi tiết. Thứ tư, tạo mẫu thử nghiệm chỉnh sửa. Thứ năm, sản xuất hàng loạt. Thì thông qua cái sơ đồ này, chúng ta thấy rất rõ thiết kế tạo dáng hay thiết kế một sản phẩm công nghiệp là một lĩnh vực thuộc mỹ thuật ứng dụng kết hợp nghệ thuật khoa học công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm có tính thẩm mỹ và tiện ích cho cuộc sống. Và lưu ý, các em có thể tìm hiểu quy trình thiết kế mẫu sản phẩm công nghiệp này thông qua những cái đường link cô sẽ gửi cho các em trên đường trên cái phần Classroom nhé các em. Các em có thể vào đây các em tìm hiểu những cái quy trình thiết kế và đặc biệt là quy trình thiết kế sản phẩm 3D hay quy trình thiết kế một sản phẩm công nghiệp vân vân. Và tiết học chúng ta nội dung đã kết thúc và cô muốn các bạn nộp sản phẩm túi giấy đựng quà tặng nếu bạn nào chưa hoàn thành và chưa nộp trên Padlet. Sau đó, chúng ta lưu ý tiết sau là chúng ta sẽ học cái chủ đề lễ hội quê hương, bài 1, nhân vật 3D từ giấy thép. Và tiết này chúng ta sẽ kiểm tra học kỳ 1 là các em tạo nhân vật 3D yêu thích. Lưu ý các em sẽ chuẩn bị những dụng cụ là giấy thép nhỏ, giấy nháp, giấy màu, hồ dán, băng hình, băng dính, ống hút, bút chì, kìm để các em có thể làm nhân vật 3D. Và để
Có sản phẩm mới tiết sau thì cô đã gửi cái bài giảng này lên Google Classroom. Các em vào xem tìm hiểu nội dung bài và cô có hướng dẫn cách tạo nhân vật 3D để các em có thể tham khảo thực hiện cho tốt. Các em có thể làm sản phẩm trước theo hướng dẫn của giáo viên để tiết sau chúng ta có một sản phẩm đẹp. Và tiết học chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.